Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn. Điều này có nghĩa là không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ và có mối liên hệ với chúng ta, họ đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó. Một số người sẽ làm tổn thương bạn, có lẽ để bạn nhận ra rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác, vì nó sẽ khiến người ta thực sự đau lòng. Một số người sẽ rời bỏ bạn đi, có thể để bạn nhận ra không có gì là vĩnh viễn, và đừng tìm sự lương tựa và hạnh phúc hay niềm vui từ ai đó mang đến cho bạn. Một số người yêu thương bạn để bạn nhận ra tình yêu là thứ quý giá nhất, bởi bản chất của nó thực sự quá mong manh. Có thể nhiều người sẽ căm ghét bạn để bạn hiểu ra rằng tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não. Một số người thực sự rất là hiểu bạn để bạn hiểu rằng không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần ai đó hiểu mình là đủ. Hạnh phúc gần gũi và giản dị lắm. Đừng mộng tưởng xa xôi mà khổ.